tạo một tựa game confetti Điều này thật là dễ dàng với Go Studio Những tính năng các bạn cần phải kết hợp gồm có Quay số may mắn Chèn đồng hồ đếm ngược Lọc người chơi Chèn video, hình ảnh và âm thanh Video hướng dẫn chi tiết của từng tính năng này các bạn hãy tìm kiếm ở trên kênh youtube của Go Studio Còn trong video này Hãy cùng mình thực hành thiết kế một game confetti từ A đến Z dựa trên giao diện game mẫu có sẵn của Go Studio nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, bạn có thể vào cửa hàng giao diện để mua về giao diện game cho mình. Với những bạn đã sử dụng nhuần nhuyễn, bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế giao diện của riêng mình. Sau khi mua được giao diện thành công, bây giờ chúng ta sẽ quay về bước thiết kế thôi nè. Các bạn hãy chọn giao diện vừa mua và bắt đầu chỉnh sửa nhé. Như các bạn đã thấy trên màn hình, đây là cục layer gồm có bắt rớp, đồng hồ đếm ngược, ô hiện bình luận thật và ô để camera. Bạn thêm camera bằng cách bấm vào dấu cộng, chọn video và chọn tiếp camera. Bạn hãy để ý phần sim bên dưới và phần chuyển cảnh nhé. Nếu các bạn chọn chuyển cảnh nhanh, bất kỳ khi nào bạn chọn vào một cảnh, cảnh đó sẽ xuất hiện ngay trên livestream. Bạn nên bỏ chuyển cảnh nhanh đi. Vậy thì sau khi bạn thao tác hoàn thiện, bạn bấm nút chuyển cảnh thì cảnh đó mới xuất hiện trên livestream để cho người xem nhìn thấy. Tiếp theo là xin đáp án. Ở xin này, những người chơi bình luận vào livestream của bạn sẽ được lọc tại đây để chọn ra người bình luận câu trả lời đúng cho câu hỏi bạn đặt ra. Hãy bấm vào dấu cộng. Chọn bình luận. Và lọc bình luận. Nhập nội dung cần lọc ở đây. Và phần quan trọng nhất là bạn phải cài đặt bộ lọc. Quy định có cần phân biệt hoa thường có cần lọc chính xác 100% cụm từ hay không Bạn cũng thể chọn hoặc không chọn thời gian cho những bình luận mà mình lọc Ví dụ, bạn có một cái đồng hồ đếm ngược và muốn lọc những ai comment trong thời gian đồng hồ còn đang đếm Vậy bạn sẽ chọn đồng hồ đếm ngược Để hiểu cách đồng hồ đếm ngược hoạt động, hãy xem video hướng dẫn trang đồng hồ nhé Nếu bạn chọn một lọc bình luận cuối cùng, thì nếu một người bình luận nhiều lần Chúng ta chỉ xem xét đến bình luận cuối cùng của họ mà thôi. Bây giờ, hãy cùng phát livestream này trên Facebook nhé. Các bạn chọn bắt đầu phát, chọn cách đăng, ở đây mình chọn là Go Studio, băng thông tối đa là Auto, nơi để phát có thể là Facebook, Youtube, các tài khoản mạng xã hội khác và các sàn thương mại điện tử. Để biết thêm chi tiết, các bạn xem video hướng dẫn cách phát bằng cách gõ vào ô tìm kiếm của trang YouTube Go Studio. Bây giờ, chúng ta sẽ phát lên Facebook thôi. Bắt đầu chuyển cảnh và cho chạy đồng hồ đếm ngược. Các bình luận đã được ghi nhận. A few moments later. Và giờ chúng ta sẽ chuyển qua scene 2 Khi mà đồng hồ hết giờ Bạn lưu ý Thời gian có độ trễ nên cần phải đợi khoảng 15 giây Bắt đầu lọc ta -da, ta -da, Trên màn hình ghi nhận số bình luận đúng Nếu chúng ta muốn chọn ngẫu nhiên ra bình luận đúng và may mắn thì sao Hãy sử dụng ô quay số nè Bấm vào dấu cộng sau đó chọn hiệu ứng Quay số Bạn có thể tùy chỉnh nguồn số tại đây. Vậy là đã kết thúc một game confetti hấp dẫn, dễ chơi và giúp tăng tương tác cho livestream rồi.